Ngọc Diệu kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, những năm qua hình ảnh mẫu áo xanh tình nguyện trong các hoạt động vì cộng đồng càng trở nên quen thuộc với mọi người. Lực lượng tham gia tình nguyện có rất là nhiều thành phần là đoàn viên thanh niên, sinh viên của các trường đại học, các bạn học sinh ở các trường trung học phổ thông. Tham gia hoạt động tình nguyện thì ngoài việc đóng góp cho cộng đồng những việc làm ý nghĩa mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống, đây còn là dịp để các bạn trẻ có được những trải nghiệm mới mẻ cũng như là chung đắp thêm cho mình về sự cảm thông, sẻ chia, thêm yêu thương, trân trọng về cho đi và nhận lại. Tuy nhiên làm sao để các hoạt động tình nguyện lan tỏa sâu rộng và thật sự có nghĩa như tên gọi, đem lại những điều tốt đẹp cho mọi người, cho cộng đồng. Đây sẽ là nội dung của chương trình Chuyện học đường kỳ này. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay, anh Thôi Đại Việt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu. Xin chào chị Diệu, xin chào quý khán giả. Và Tiến sĩ Tâm lý Giáo dục Vũ Xuân Hướng, Trưởng khoa Ngoại ngữ Khoa học Xã hội học, Trưởng ngành Tâm lý học Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Lời đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình Chuyện học đường ngày hôm nay, xin được cảm ơn cả hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình. Còn bây giờ thì xin được mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả theo dõi ghi nhận sau đây. Dọn rác làm sạch bãi biển đã thu hút đông đảo các bạn trẻ tình nguyện tham gia hăng hái. Những buổi chăm sóc, tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn sinh sống cùng những buổi sinh hoạt hè cho thiếu nhi ở cộng đồng. Những gian hàng bán những sản phẩm tự làm nhằm gây quỹ học bổng cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Và còn rất nhiều việc làm, hoạt động phần việc thiết thực, ý nghĩa với một tên gọi chung, tình nguyện. Những bạn trẻ là sinh viên, học sinh hay đoàn viên thanh niên ở các cơ sở với sức trẻ của mình đã và đang từng ngày chung tay với chính quyền các cấp, góp phần xây dựng quê hương, làm đẹp thêm hình ảnh của tuổi trẻ Việt Nam, tự tin, luôn khát khao cống hiến. Em đã tham gia những cái hoạt động như là thắp hương cho Dương Mịch Mai, thắp hương cho chị Võ Thị Sáu, rồi đi dọn đền thờ liệt sĩ nè, rồi hỗ trợ các bạn lớp 9 đi thi tuyển sinh cho lớp 10. Đối với em thì em rất là vui khi mà em tham gia những cái hoạt động giống như vậy, giống như là mình được tiếp thêm ngọn lửa để mà tham gia những cái hoạt động mà nó có lợi cho cộng đồng. Thưa chị, là hôm nay và em và các bạn đoàn viên đã có mặt tại trường Trung học cơ sở Lĩnh để tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh cho các bạn trẻ tại đây. Trước mắt thì em thấy các bạn rất là vui và em cảm thấy rằng em và các bạn đoàn viên đã làm một việc cũng vô cùng ý nghĩa, và cái điều này nó đã góp phần làm cho sức trẻ của em thêm sôi nổi hơn. Lúc đầu thì rất là khó khăn, rất là gian nan luôn, tham gia rất là khó, nhưng mà sau này thì được học hỏi các anh chị lớp trên như trước thì bản thân rút được kinh nghiệm rất là nhiều về cho cuộc sống, giúp đỡ bản thân rất là nhiều, giúp cho mình tự tin hơn, hoạt bát hơn, nhanh nhẹn hơn. Người trẻ thì cũng nên một vài lần tham gia các tình nguyện giúp đỡ cộng đồng cho xã hội, và bản thân tôi thì tôi cũng thấy là điều rất là bổ ích. Em nghĩ là mình đã là một tình nguyện viên thì mình muốn giúp ích được những cái lợi ích của mình đến xã hội, cho đến cộng đồng. Không cần là những việc to tát, chỉ cần là những việc nhỏ nhặt nhất mà mình có thể làm được. Ví dụ như ngày hôm nay chúng em đang làm một cái quầy bán hàng, và những cái lợi nhuận mà tụi em có được trong ngày hôm nay, và chắc chắn là tụi em sẽ dành 100% cái quỹ tiền đó để trao cho những trẻ em khó khăn hơn bọn em. Thưa hai vị khách mời, với những hình ảnh mà chúng ta vừa theo dõi thì rất đúng với tinh thần là đâu cần thì thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Có thể nói là hình ảnh của các bạn thanh niên tình nguyện có mặt ở khắp mọi nơi với những việc làm hết sức là năng động, hết sức là ý nghĩa đem đến cho tất cả mọi người. Thưa anh Thôi Đại Việt, là một người gắn bó với các bạn trẻ tình nguyện trong các hoạt động của tuổi trẻ Bà Rịa Vũng Tàu, anh có thể cho biết đôi chút về những phần việc mà các bạn trẻ đã thực hiện trong thời gian qua? Trong một năm thì công tác tình nguyện của đoàn thanh niên toàn tỉnh được chia ra làm hai nhiệm vụ chính, rồi vào cả hai tháng. Thứ nhất là vào tháng thanh niên, thứ hai vào cái chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Đặc biệt là vào công tác thanh niên tình nguyện hè thì trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thì chúng tôi đã có 5 nguồn lực lượng. Thứ nhất là đội hình tiếp sức mùa thi, thứ hai là đội hình hoa phượng đỏ, thứ ba là đội hình mùa hè xanh, thứ tư là kỳ nghỉ học, và thứ năm là đội hình hành quân xanh. Trong đó thì có cái đội hình hoa phượng đỏ dành cho đối tượng là học sinh trung học phổ thông, và đội hình tiếp sức mùa thi, và đội hình mùa hè xanh dành cho trường cao đẳng đại học.
Đây là những cái hoạt động rất là sôi nổi của các bạn thanh niên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian vừa qua. Có thể thấy rằng là đã có rất là nhiều những các hoạt động để các bạn trẻ có thể tham gia. Thưa tiến sĩ Vũ Xuân Hướng ạ, ở góc độ của một nhà tâm lý thì theo tiến sĩ, khi mà các bạn trẻ tham gia các hoạt động tình nguyện thì sẽ có được những cái ý nghĩa như thế nào? Với các cái nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực mà tâm lý xã hội thì người ta đã chỉ ra rằng cái hoạt động mà đặc biệt là những cái hoạt động tình nguyện nó đem lại rất là nhiều những cái lợi ích cho cái sự phát triển của tâm sinh lý, cụ thể như là nó góp phần vào cái việc mà giảm những cái tỷ lệ mà lo âu, trầm cảm, stress. Và đó là những cái vấn đề về sức khỏe tinh thần mà đang ngày một gia tăng theo cái xu hướng phát triển của xã hội. Đặc biệt là ở Việt Nam mình thì ở cái thế hệ trẻ thời giai đoạn này thì các bạn thường là có cái thói quen nhận nhiều hơn là cho đi. Cho nên khi các bạn là tham gia vào các hoạt động cho đi thì nó hướng tới những cái sự cân bằng về cho và nhận là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn có thể là xây dựng và thiết lập các cái mối quan hệ xã hội, từ đó tạo ra các cái kết nối xã hội rất là cần thiết cho cái việc mà nhận thức về những cái giá trị đóng góp của bản thân. Và từ đó mà các bạn thấy được cái giá trị mà mình có thể đem lại cho xã hội, cho cộng đồng. Như tiến sĩ Xuân Hướng cũng vừa chia sẻ, nếu mà chúng ta chủ động tham gia các cái hoạt động tình nguyện á, thì cái này nó được xem như là giá trị ý nghĩa nó nhân lên rất là nhiều lần, đúng không ạ? Thì Ngọc Diệu xin được hỏi anh Đại Việt, không biết là cái hoạt động nào nó để lại cái dấu ấn hay là cái kỷ niệm đẹp nhất đối với Đại Việt không? Tôi hoạt động là cũng được 10 năm công tác đoàn rồi. Cái dấu ấn đầu tiên là khi mà tôi thực hiện cái công trình nhà chờ đứa đón học sinh vào năm 2014. Đó là cũng một lần tình cờ là đi một chuyến công tác ở phường Hắc Dịch. Tôi có gặp một số các em học sinh đang trú nắng ở một cái tán cây á. Tán cây lúc mà buổi trưa học về thì thấy các em đứng nắng quá. Xong tự nhiên lúc đó tôi lại nghĩ ra một câu chuyện. Và tại sao mình không xây một cái nhà chờ cho các em mà khi đi học về có cái chỗ để trú nắng trú mưa, rồi chờ phụ huynh tới. Thì khi đó là tôi cũng mình bày ý tưởng với ban thường vụ, lúc đó là ban thường vụ huyện đoàn Tân Thành á, cũng lên ý tưởng. Xong khoảng gần 3 tháng là chúng tôi bắt đầu thi công. Và cái ghi nhớ đầu tiên là lúc chúng tôi thi công á, các hộ gia đình xung quanh người ta lại hỏi: "Ôi, tụi con đang làm gì vậy?" Xong tôi nói: "Dạ, tụi con làm cái nhà chờ cho các em học sinh trú nắng trú mưa." Và những bà con xung quanh người ta nói: "Hay quá, tụi con làm hay quá, ý nghĩa quá." Xong rồi người này mang chút bánh qua, người kia mang chút nước qua. Rồi khi tôi làm xong rồi người dân người ta đãi một miếng cháo cho ăn, cho tụi con ăn. Tôi thấy cảm thấy là cái làm cái việc tốt của mình, cái tình nguyện của mình đã có cái giá trị trở về, được sự nhân đôi lên. Cái dấu ấn thứ hai là đặc biệt ở mùa dịch đại dịch Covid vừa rồi. Tôi chưa thấy bao giờ mà thanh niên lại có sự gọi là tự nguyện như vậy. Các bạn xung phong, xung kích để được đi tham gia tuyến đầu chống dịch. Nên thấy các bạn năng nổ như vậy thì bản thân của tôi và cũng như ban thường vụ tỉnh đoàn cũng không thể nào đứng yên được. Chúng tôi cũng đi cùng các bạn đứng vào các chiến tuyến đầu chống dịch, mặc những cái bộ đồ rất là nóng cả ngày trời. Nhưng mà chúng tôi vẫn vui vẻ vì chúng tôi đã được giúp ích cho cái cộng đồng cũng như giúp ích cho tỉnh nhà phòng chống được đại dịch. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Thôi Đại Việt. Đó là những hình ảnh đẹp của các bạn thanh niên khi tham gia với các cái hoạt động tình nguyện. Thế nhưng Ngọc Diệu vẫn thấy rằng là đâu đó trong cuộc sống có một vài những bạn khi vẫn chưa có được cái nhiệt huyết, chưa có được cái sự tự nguyện khi mà tham gia cái hoạt động tình nguyện, mà chỉ là vì bạn bè lôi kéo, vì cảm thấy vui mình tham gia. Không biết ý kiến của tiến sĩ tâm lý thì như thế nào ạ? Mình cũng thấy đó là một cái thực tế, và đó là một cái thực tế cũng rất là bình thường thôi. Bởi vì cái việc tự nguyện thì thường nó được xây dựng trên cái cơ sở là chúng ta nhận thức, chúng ta hiểu biết về cái vấn đề, cái hoạt động mà chúng ta làm. Từ đó chúng ta thấy được cái giá trị ý nghĩa của nó. Nhưng mà cái thói quen của chúng ta, đặc biệt ở cái giai đoạn tuổi trẻ thời hiện đại bây giờ, là các bạn được bao bọc, được chăm sóc rất là kỹ. Các bạn có cái thói quen là nhận lại là chính. Cho nên là cái việc mà các bạn nhận thức về bản thân rồi nhận thức về cái giá trị của các bạn nó chưa rõ ràng. Nên khi các bạn tham gia các cái hoạt động đó thì các bạn chưa thấy được cái ý nghĩa thực sự của nó. Cho nên là cái tinh thần tự nguyện đó nó chưa có cao. Thì đây chính là một cái cơ hội rất lớn cho những các cái tổ chức, ví dụ như tổ chức đoàn của bên chỗ Đại Việt đó. Mình tổ chức ra các cái chương trình để hấp dẫn các bạn tham gia, đúng không? Thì hấp dẫn bằng đầu tiên bằng những các cái nhu cầu động cơ nó nằm ngoài cái ý nghĩa của hoạt động từ thiện. Ví dụ như là các bạn muốn tham gia để kết nối, để có môi trường sinh hoạt bạn bè, rồi để có cơ hội để
để selfie rồi để thể hiện, để thấy được rằng mình có những cái hoạt động gì đó được ghi nhận, thì đó cũng là một cái bước đầu cho những cái hoạt động tình nguyện thực sự sau này. Theo như Đại Việt thì khi mà chúng ta làm các cái hoạt động tình nguyện như thế thì làm sao để giúp cho các bạn trẻ có thể hiểu đúng được hai từ tình nguyện theo đúng cái ý nghĩa của nó? Theo bản thân của tôi nghĩ thì trong bản thân mỗi người chúng ta ai cũng có cái gọi có sự tình nguyện của họ. Và cái sự tình nguyện đó đặc biệt là ở trong độ tuổi trẻ rất là muốn thể hiện và rất là muốn đem cái sức trẻ của mình để cống hiến. Tuy nhiên có một số bạn nào đó chưa được tiếp xúc đến môi trường tình nguyện và chưa thấy được cái hiệu quả tình nguyện sẽ đem lại cho các bạn đó cái gì. Các bạn chưa hiểu đúng và chưa hiểu đủ về tình nguyện. Chưa có điều kiện. Thì vậy như vậy mới nói là cái tổ chức đoàn phải đứng ra tổ chức những hoạt động để thu hút các bạn lại, cho các bạn thấy môn hoạt động tình nguyện là sẽ như thế vậy, là các bạn sẽ có giá trị trả về nữa, có những giá trị trả về rất là vô hình. Như các bạn, như chỗ thầy có nói là các bạn sẽ được cái mối quan hệ giao tiếp với xã hội. Cái thứ hai là các bạn nâng cao kỹ năng sống mình lên, rồi các bạn có thể nâng cao cái kỹ năng nói, làm việc đám đông, rồi động kỹ năng thuyết trình. Tất cả những kỹ năng đó có sẽ phục vụ cho các bạn về cái tương lai sau này, khi mà chúng ta là đào được cái vấn đề đó, để thanh niên được thấy được cái những cái hoạt động tình nguyện mang được giá trị đó, thì tôi chắc chắn là thanh niên sẽ rất rất là hào hứng để tham gia các hoạt động tình nguyện. Ngọc Diệu thì bắt đầu công việc ở đài truyền hình thì mình cũng được tham gia rất là nhiều, và thực sự mà nói rằng là khi mình làm một cái việc gì đó có ích, có ý nghĩa đem lại cho tất cả mọi người thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Nó đem lại cho mình một cái dấu ấn tuổi trẻ tràn đầy những nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. Nhưng mà khi mà nói đến một cái việc làm gì đó có ý nghĩa thì chúng ta cũng sẽ thường đề cập đến ở cái việc mà những cái khó khăn để gặp phải. Thì không biết là tiến sĩ Phủ Xuân Hướng có những chia sẻ gì với các bạn trẻ khi mà chúng ta muốn tham gia các hoạt động tình nguyện ạ? Thì tất cả các cái hoạt động chúng ta tham gia thì nó thường có những các cái trở ngại. Và hoạt động tình nguyện nó là một cái hoạt động giống như kiểu là mình thường nói, nó là một cái hoạt động mà khá là lãng mạn và xa xỉ đó. Bởi vì cái hoạt động tình nguyện là hoạt động cần phải đặt những cái lợi ích của người khác lên trên những cái lợi ích của cá nhân, lợi ích của bản thân. Thì cái xu hướng bản năng của con người thì lại thường là đi ngược lại, là thường hướng tới cái lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của người khác, của cộng đồng. Nhưng mà cái hoạt động tình nguyện ấy nó giúp cho con người hiểu được rằng cái mối quan hệ giữa cá nhân nó không cứ chỉ đơn độc của riêng một cá nhân, mà nó là một cái sự kết nối của nhiều người với nhau. Nhưng mà để hiểu được điều đó thì các bạn phải tham gia vào những các cái hoạt động. Rồi từ cái việc tham gia hoạt động ấy, các bạn mới có thể thấy được khi mình tham gia vào hoạt động tạo ra giá trị cho người khác ấy, thì mình tức khắc bản thân mình đã nhận được rất là nhiều các cái giá trị vô hình. Nguyên nhân của cơ bản và khá là sâu xa của các cái hoạt động mà lo lắng, stress hay là trầm cảm là nó bắt nguồn rễ từ cái việc là chúng ta không thấy được cái giá trị của bản thân. Khi mà chúng ta tham gia vào các hoạt động đóng góp cho người khác, giúp đỡ những người khác, hướng tới xây dựng cộng đồng, thì chúng ta thấy được rằng mình rất là đáng sống. Và khi mình thấy mình đáng sống, cái việc sống của mình thực sự là có ích, thì nó sẽ đem đến cho mình những cái niềm vui, hạnh phúc, sự tự tin. Rồi từ đó là mình sẽ có rất là nhiều những cái điều kiện để trưởng thành hay là để chứng tỏ bản thân. Trong những năm vừa qua, các bạn trẻ tham gia các cái hoạt động tình nguyện thì cũng gặp một vài những cái tai nạn. Nhưng đây thì Ngọc Diệu mong muốn là tiến sĩ cũng chia sẻ với lại các bạn trẻ cần phải có những cái kỹ năng gì trước khi mà chúng ta tham gia các cái hoạt động tình nguyện. Thì hoạt động tình nguyện nó cũng giống như bất kể các cái hoạt động nào khác, thì khi tham gia nó luôn có những cái rủi ro. Và nó có những cái điều mà không mong muốn xảy ra. Cho nên là để có thể thực hiện được những cái hoạt động mà nói chung hay hoạt động tình nguyện thì chúng ta luôn luôn cần có những cái bước chuẩn bị. Đúng không? Ví dụ như là chúng ta cần phải xác định được bản thân mình có những cái điều kiện, khả năng gì, ví dụ như là thời gian, những cái năng lực của cá nhân mình có, rồi cái sự nhiệt huyết của tuổi trẻ vân vân đó, mình có được những cái gì và cái sự phù hợp giữa cái mục tiêu mình mong muốn với lại cái khả năng đáp ứng của mình, để từ đó mà mình cần phải có những cái sự chuẩn bị, có những cái kế hoạch sắp xếp hay là có những cái sự tương tác với các cái bên liên quan, ví dụ như các cái tổ chức đoàn thể, rồi những cái tổ chức hỗ trợ khác, ví dụ như là gia đình, nhà trường vân vân đó, để chúng ta tạo nên một cái sự phối hợp, kết nối và cùng nhau thực hiện cái hoạt động đó. Về phía tỉnh đoàn thì không biết là anh Thôi Đại Việt có những cái lưu ý gì với các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn có ý định là đang và sẽ tham gia các cái hoạt động tình nguyện trong thời gian tới. Cái công tác tham gia tình nguyện thì nó cũng chia theo nhiều lứa tuổi và cũng chia theo nhiều nhóm đối tượng. Thì đối với mình ở nhóm đối tượng nào thì mình chọn cái phương thức tình nguyện nó phù hợp ở nhóm đối tượng đó. Tôi nói ví dụ giống như là các bạn thanh niên ở học trường trung học phổ thông, thì với vai trò là mình là bước đầu mình là học sinh,
thì mình sẽ làm hoạt động tình nguyện gì, nó phù hợp với lại cái môi trường của mình. Thứ nhất nó phải gắn với lại cái nhiệm vụ làm học tập là chính của mình đó. Vừa là tình nguyện nhưng cũng vừa phải phục vụ học tập, đấy là cũng là tình nguyện. Nhiều người, người ta, nhiều bạn có nghĩ là tình nguyện là cái gì nó lớn lao lớn lắm. Thực sự những cái tình nguyện là những cái việc rất là nhỏ nhặt, những việc nhỏ chúng ta vẫn có thể tình nguyện được. Rồi những bạn giống như cao đẳng đại học thì các bạn sẽ đối tượng các bạn sẽ làm gì, tình nguyện những cái gì, các bạn sẽ quay ngược lại để hỗ trợ cho các bạn trung học phổ thông, nhất là cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là không qua chương trình tiếp xúc mùa thi thì các bạn quay về hỗ trợ cho các bạn đó. Và chúng ta hoạt động tình nguyện phải có lớp, có lan và có kỹ năng, giống như chỗ thầy có nói là chúng ta phải có một cái kiến thức tình nguyện. Và kiến thức đó ở đâu thì thông qua các những nội dung tập huấn của tỉnh đoàn, chúng tôi đều trao những cái kỹ năng về hoạt động tình nguyện cho các bạn trong những dịp giống như là mùa hè xanh, cũng như là hộp phượng đỏ, rồi tháng thanh niên cũng giống như mùa xuân tình nguyện, thì chúng tôi đều trang bị những cái kỹ năng đó cho các bạn để các bạn thực hiện hoạt động tình nguyện tốt nhất. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Thôi Đại Việt cũng như là tiến sĩ Vũ Xuân Hướng dành cho chương trình Chuyện Học Đường hôm nay rất là nhiều. Và Ngọc Diệu cũng hy vọng với những chia sẻ và lời khuyên của cả hai vị khách mời thì các em đang và sẽ có ý định tham gia các hoạt động tình nguyện sẽ có thêm nhiều những kinh nghiệm, những kỹ năng cần thiết, giúp cho các bạn sẽ có những chuyến tình nguyện thật là thú vị và bổ ích. Chương trình Chuyện Học Đường đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.